Công cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay là mùng 5 tháng 1 năm 2019. Thì rất hân hạnh tôi đón chú Hà tại xã Thạch Sơn, Lâm Thao về ký duyệt chiếc sập thờ gỗ mít chân 24 mẫu tứ linh lệch. Đây trên màn hình quý vị là chiếc sập thờ đây. Và hiện chú Hà đang về ký duyệt phần mộc. Chú ở xã Thạch Sơn, Lâm Thao. Và hôm nay là cũng là ngày 11 tháng 12 âm lịch năm 2019, sắp đến Tết Nguyên Đán 2020 rồi. Đây là mẫu sập thờ chân 24, đục mẫu tứ linh rất là hoành tráng quý vị nhé. Và hiện tại là còn phần cổ này là chúng tôi vẫn chưa lắp vào. Còn đây là chính giữa là có đầu hổ phù, cực kỳ là kinh bong luôn. Và bộ sản phẩm hiện tại chúng tôi vẫn để nguyên mộc, còn thiếu một số bộ phận nữa chúng tôi sẽ lắp ráp vào sau. Đây, video tôi đang quay trực tiếp tại khu sản xuất chúng tôi đây. Bên ngoài này có rất nhiều truyền kỳ và những cái bộ sập thờ mai điểu. Con phượng và một con ly. Chính giữa đây là hổ phù, được chạy hoàn toàn kênh bong vậy nhá. Rất là kênh bong. Thì mẫu sập thờ này là có kích thước là dài 2m17, cao 1m17 và sâu 1m07, kích thước chuẩn lỗ ban, 4 chân chạm nghê trầu. Đấy, trước mắt là màn hình quý vị, đây là chú Hải nhé, chú ở Thạch Sơn, Lâm Thao. Và rất cảm ơn chú đã tin tưởng và đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để ủng hộ sản phẩm chúng tôi. Chúc chú và gia đình là một năm mới nhiều sức khỏe.